mà vừa đến Sài Gòn là gia đình em đã có ý định là đến ngay cái quán bún chuỗi của cô Huyền. Lúc mình đi là vào buổi chiều nha. Đây là cô Huyền, lúc cô Huyền ra món này. Vừa ăn vừa nghi chuỗi xuống tay lắm. Mất em béo quá. Muốn chụp hình của cô Huyền là phải lên cái like, phải lấy thẳng, lấy xin mình nó tài khỏe à. Ra cái tô không nè, chụp đi. Hai tí mới chụp. Thì nước quen này có hành không vậy? Có. Tới quán cô Huyền là nghe ngay cái miệng cô Huyền nói lia tia chia luôn. Vì cầm 50.000 chuẩn bị là mua nước để uống nè. Ly nước đã ra rồi, đây là ly rau má. Còn này là ly nước chanh. Khá là ngon. Quán ở đây thì cực kỳ bình dân. Tới quán này ngồi ăn á, mình cảm thấy là cô chửi rất là vui luôn á. Rồi dao này. Rồi dao đây. Lấy một lượt con mì nước với con mì kia đi lên đây. Ổng ngồi ổng nghe chửi quá, ổng xuống tay ổng ngồi cười miết. Em chọc ổng là nói mai mốt mở cái quán bát cứng chửi. Cái món này là cái món mì trụng nè, bỏ ớt tương vào trộn trộn trộn. Khi mà vào cái quán này á thì có cái cô lớn lớn hỏi mình là ăn cái gì, và mình hỏi ra là thịt bò với trứng. Hai cái món này là hai cái món trong thời gian kiêng cử của em, và thế là em ăn mì không. Và ổng với Vi là ăn mì nước. Mì không nhưng mà siêu 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 ngon luôn. Bây giờ là cái tô nước của Vi ra nè. Cái này gồm có thịt bò trụng nè, trứng nè. Trời ơi, nhìn cái tô mà muốn ăn ngay luôn á. Mà thật sự là bây giờ mình cũng không có dám ăn, sợ là nó bị dị ứng nè, bị ngứa nè. Bò này là tái tái nhìn rất là ngon nha mọi người. Trời ơi, ông ăn khí thế luôn, ông ăn bất chấp luôn. Mì tôm là cái món mà rất là ghiền của cả gia đình em luôn á. Nhìn cái miệng ông ăn là biết chất lượng cỡ nào rồi đó. Nè, nhìn cái tô nè, cái tô thịt nè. Trời ơi, thịt không à, thịt quá trời thịt luôn, đầy luôn. Ui, rất là hấp dẫn nha. Vì cũng đang ngồi ăn rất là khí thế nè. Ăn cộng bún dài như tô một không luôn á mọi người. Sau khi mà ăn xong mì tôm là chị chuyển qua ăn bò. Hỏi là bò ngon không, chị nói rất là ngon. Còn em là cái tô đã ăn sạch sẽ rồi nha. Hãy nói đi, trời, cái món này là món khoái khẩu của em á. Bắt đầu nhìn nhau chọc cười. Ăn xong là gia đình em chuẩn bị xuống bến xe miền Đông để lấy vé xe đi về lại Phú Yên nha. Vì là Vi rất là thích nghe cô chửi luôn đó. Trời ơi, cô chửi mà không ngớt cái miệng luôn. Tới cái khúc này là Vi nói là ba giờ ba mở cái quán mì chửi như cô đi. Vi nói là quán này công nhận là rất là ngon luôn, nhưng mà thực sự là bây giờ là no quá no rồi, không thể nào ăn nổi được nữa. Bây giờ là cái lúc mà ăn không nổi nữa là bắt đầu giỡn này. Ôi, ngồi ăn mà cười mắt cười dễ sợ luôn á. Nếu bạn cái gì là chắc sặc nãy giờ ấy. Đây là chàng trai của em, ăn bất chấp, ăn khí thế, ăn luôn từ tô kia qua tô nọ luôn. Lần đầu gia đình em đến quán bún chuỗi cô Huyền, nhưng mà cũng khá là ấn tượng ở đây. Vào ở trong này giống như là vào trong cái gala cười á, mắc cười dễ sợ luôn. Mình ngồi mình nghi xuống tay quá, mình ăn cũng ngon nữa. Này là mình đi lúc xế xế chiều chiều nè, các bạn cũng ngồi ăn khí thế luôn á. Bây giờ là tới cái khúc là gia đình em tính tiền và đi về lại Phú Yên. Cô Huyền nói chuyện rất là vui. Bây giờ là hai cha con ra ngoài để mà uống nước và chờ Grab tới để đi xuống bến xe miền Đông. Mọi người hỏi em là nếu mà có quay lại quán cô Huyền để ăn nữa hay không thì em cam kết luôn phải đến nha. Rất là vui, đồ ăn cũng khá là ngon. Bây giờ là hậu trường của hai cha con đi ra ngoài rửa miệng và chọc cười này.